Trời ơi, ơi, dễ thương quá, lãng mạn quá. Thôi mốt chắc tới mình cũng phải rần rần rộ rộ cỡ này trở lên. Trời ơi, chắc cưng quá, xúc động quá. Ôi, râu ra mình. Ước mơ. Anh Nghĩa. Ủa vậy? Ủa em hả Ngọc? Trời ơi, nãy giờ ông coi cái gì mà ông say mê. Em vô em ngồi em nhìn ngắm anh 8 kiếp rồi mà anh cũng phát hiện ra em là sao anh Nghĩa? Vậy là nãy giờ vô lâu lắm rồi hả? Dạ, 8 kiếp rồi. Xin lỗi em nha, bởi vì đang coi trên mạng cái clip mà tỏ tình cầu hôn chốn đông người đó. Trời ơi, tự nhiên em thấy lãng mạn dễ thương quá cho nên... Trời ơi, yêu là thích vậy đó hả? Thích mà thể hiện một cách đáng yêu vậy đó hả? Không, cái đó là do anh thôi chứ anh nghĩ là không phải ai cũng như anh đâu. Nhiều khi mình thì mình lãng mạn, hoặc là mình muốn trưng cho cả thế giới biết về một nửa của mình. Dạ. Cho nên mình muốn làm những cái chuyện như vậy. Coi những cái clip đó thì anh cảm thấy dễ thương quá ta, đáng yêu quá ta. Mình cũng sẽ làm một cái điều gì đó đặc biệt cho cái một nửa của mình như vậy. Dạ, nói chung là khi mà em coi phim á, thấy mấy cảnh tình cảm lãng mạn, dễ thương, đáng yêu, là tỏ tình hay như nào đó thì em cũng cảm thấy là rất là thích. Rất là gọi là mình bị xúc động lay luôn á. Mình đâu có đóng trong nhân vật đó đâu mà tự nhiên mình cũng thấy xúc động luôn, đúng không anh? Muốn là mình cũng có một cái tình yêu đẹp như vậy. Và những cái câu chuyện mà tỏ tình hoặc là cầu hôn nơi chốn đông người cũng có rất là nhiều những cái chuyện bi hài xung quanh nó. Trước khi chúng ta cùng với Thanh Ngọc trao đổi về vấn đề này thì hãy cùng xem một cái tình huống sau đây nha. Thanh ơi, kể từ khi anh gặp em á là anh biết á, trong cuộc sống anh không thể nào thiếu em được hết á. Hằng ơi, nhà em ở đâu vậy? Sao em không về đi? Anh nói cái gì kỳ vậy? Mà em ở trong trái tim của anh nè. Hằng ơi, ba em á có phải là một tên trộm không? Vậy cha nội, chuyện đó mà anh còn đùa được nữa hả? Không, ba em là tên trộm, anh khẳng định luôn á. Vì ba em á đã hái những vì sao và gắn vào đôi mắt của em á. Anh đã bị cảm và trong thời kỳ cuối chỉ có nụ cười, ánh mắt và sự quan tâm và tình yêu chân thật của em á mới cứu anh khỏi lưỡi hái của tử thần là bạn gái anh nha. Gì vậy? Anh sớm lắm rồi đó nha. Làm bạn gái anh đi. Ê, quay phim. Tao lấy được rõ mặt cho mày luôn. Anh kia làm gì vậy? Là bạn gái anh nha. Anh đứng lên đi. Anh nhìn thấy không? Người ta dòm tùm lum hết à. Rồi anh còn quay phim như vậy nữa. Lỡ người ta đăng lên mạng rồi tôi biết trốn ở đâu đây? Anh tưởng em thích vậy? Thích cái gì? Đúng ra á là tôi với anh có thể tiến sang nữa. Vì tôi đã bắt đầu có tình cảm với anh rồi. Nhưng mà vì mấy chuyện mà ngày hôm nay anh làm á, tôi suy nghĩ lại rồi. Chứ tôi sẽ trốn anh luôn. Anh không còn cơ hội hả? Anh đi tìm ai thích cái trò này á mà làm. Tôi đi về đây. Còn anh, bích cửa. Hằng. Quay cái gì nữa mà quay. Đó, đúng là nó cũng có những cái lãng mạn, những cái dễ thương, nhưng mà nó cũng có những cái buồn cười em nhỉ? Dạ, coi thì em thấy cũng buồn cười thật ấy, nhưng mà thật sự là trong thực tế là cũng có đó anh. Em nghĩ như thế nào về cái việc là cầu hôn hoặc là tỏ tình nơi chốn đông người? Cầu hôn hoặc là tỏ tình nơi chốn đông người ấy, thì em nghĩ nó có hai mặt. Một cái là nếu như mà mình xác định được là cái đối phương đó bật đèn xanh cho mình, hoặc là cái phần trăm mà họ họ say yes đó, nó nhiều, nó 90 mấy% á, thì mình hẳn làm, và mình cũng nên lựa chọn cái địa điểm cho nó phù hợp, chứ không phải là nơi chốn đông người. Những người lạ cũng đâu có ý nghĩa gì đối với hai nhân vật chính đâu. Thì mình nên trong một cái không gian lãng mạn, hoặc là một cái bữa tiệc gia đình hay như nào đó ấm cúng, có những người bạn thân của mình thì mình có thể cầu hôn. Hoặc là tỏ tình thì em nghĩ là cái phạm trù tình cảm nó liên quan đến hai người không anh? Nếu mà riêng tư được thì tốt hơn, rồi từ từ sau đó mình tính sao? Tại vì anh lại nghĩ có những cái người nhiều khi là chưa chắc là đối phương bên kia có đồng ý hay không, hoặc là mới 50-50 thôi.
thì gài họ vào một cái tình huống mà họ cũng sẽ rất là khó để mà họ từ chối. Đúng rồi, đúng rồi. Em nghĩ như vậy là nó bị tác dụng ngược anh. Chẳng hạn như mình mới vừa thích người ta chút xíu, tự nhiên người ta làm vậy, cái tự nhiên mình phụ nữ mình bị dội luôn á. Mình nói ủa sao kỳ vậy nè, sao mình bị ép buộc mình vậy. Cái cảm giác ép buộc nó làm cho người phụ nữ giảm đi rất là nhiều cái tình cảm của mình dành cho cái người đàn ông đó. Cho nên là các bạn cũng phải cân nhắc rất là kỹ lưỡng khi mà mình làm bất cứ một điều gì đó. Bởi vì phụ nữ tính tình kỳ cục lắm, sáng mưa nắng mưa thất thường. Vậy em sao? Riêng với trường hợp mà như em mới nói là nắng mưa thất thường á, hồi xưa lúc mà em mới được tỏ tình hoặc là sau này khi được cầu hôn á, thì lúc đó như thế nào? Em có thể kể chút xíu về cái không gian lúc đó, cái câu chuyện lúc đó nó ra sao không? Dạ, nói cái vấn đề tỏ tình thì thôi cho xin cho phép em được giữ cho riêng em. Bởi vì lúc đó cũng chỉ có hai vợ chồng em thôi. Thì cái gì mà em nói với anh lúc nãy là phạm trù về tình cảm riêng tư ấy, thì em muốn giữ lại là cái kỷ niệm riêng chỉ có hai đứa biết, ngay cả gia đình cũng không biết luôn. Nhưng mà có những người họ không nghĩ đến điều đó. Họ muốn, thứ nhất là có thể là họ đưa người phụ nữ ấy vào một cái trường hợp là chẳng đặng đừng. Rất khó để từ chối bởi vì thể diện, vì tất cả những điều khác. Cho nên là tổ chức một cái buổi mà tỏ tình hoành tráng mà bí mật á, giống như là mình hay thấy clip mà tổ chức ở trong trường đại học á, ra một cái trò sinh viên, cái trăm người vu quanh. Bây giờ làm sao cái cô gái đó cũng rất khó để mà gọi là lắc đầu bỏ đi hay sao đó. Gài vào một cái trường hợp như vậy, bất đắc dĩ người ta phải gật đầu. Em nghĩ là có ba trường hợp sẽ xảy ra. Đầu tiên là cô ấy rất là mạnh mẽ, và cô ấy kệ luôn, có nghĩa là cô ấy không quan tâm tới tại vì cái người đó mình không có thích rồi, mà tại làm như vậy giữa cái chốn đông người như vậy nữa, không thể nào ép buộc mình, thì cái cá tính cô đó mạnh, cô ấy sẽ không đồng ý luôn. Nhưng mà họ khéo léo trả lời á, để cho làm người kia không tổn thương thì tốt. Còn nếu như mà ngược lại là không khéo léo mà thẳng thừng luôn á thì thôi rồi là cái anh nó quá tội nghiệp rồi. Trường hợp thứ hai là cô ấy sẽ để cho anh không bị mất mặt. Cô ấy sẽ đồng ý, nhưng mà sau đó đó thì sẽ về nhà, về gặp gỡ hai người riêng với nhau, cô ấy sẽ từ chối lại một lần nữa. Và trường hợp thứ ba là ban đầu là có thể là cô ấy bị ép buộc kiểu đó, nhưng mà tự dưng đi chơi với anh này một hai lần lại thích thiệt. Bởi vì thật ra tình cảm mình cũng rất là khó để mà nói trước được điều gì. Có thể hôm nay mình thích, mai mình không thích, hoặc ngược lại. Đó là cái chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà anh nghĩ rằng với một người đàn ông mà tinh tế và sâu sắc á, thì đúng như là em nói là cần phải tìm hiểu xem người phụ nữ, người bạn gái của mình có ý thích như thế nào. Tại vì ở đây mình đang làm một cái điều là cho cô ấy, chứ không phải là tôi làm cho tôi. Còn ở đây có rất là nhiều trường hợp là tôi làm bởi vì tôi muốn em phải thuộc về tôi, em không được quyền từ chối trước mặt bao nhiêu người đó. Hoặc tôi làm để tôi thể hiện mình cho tất cả những người xung quanh thấy. Đó, thì nó có những cái trường hợp như vậy thì anh nghĩ rằng điều đó nó không nên. Mặc dù cái hình thức diễn ra đôi khi nó cũng lãng mạn thiệt. Em thấy mấy cái bạn mà ở sinh viên trường đại học không? Làm cả một cái hoa hồng gì đó. Cũng tốn tiền thôi, sinh viên mà chắc là nhịn ăn mấy tháng trời. Để xong mua được cái đó hoa là phải ít tiền em. Nói chung là cũng có tấm lòng dữ lắm đó anh. Bài biện ra một cái sân trường bự thiệt bự, rồi chưa kể là kêu gọi bạn bè của mình trong khóa rồi các lớp khác nhau, núp đầu đó không biết nữa, một cái alihop tràn ra cái đứng ngập trường ở trơn trọi, hoặc là làm cho người bạn của mình rơi vào một cái tình huống là bị sợ đó. Cái tự nhiên nó bối rối, nó quá bất ngờ đi, không xử lý kịp điều gì cả, thì anh nghĩ rằng cái điều đó nó hoàn toàn không hay. Mặc dù nhìn thì có vẻ lãng mạn, thật ra như hồi đầu anh nói ồ trời lãng mạn quá dễ thương phá, thì là mình thấy cái bên ngoài là vậy thôi. Nhưng khi mình đặt mình là cái nhân vật trong cái câu chuyện đó thì mình nghĩ rằng chưa chắc làm như vậy đã là hay. Đó, nhiều khi là mình xem như anh nói á, xem ấy, thì có một vài cô gái lại thích cái điều đó. Cho nên ấy, có những cô gái đó share cái, chẳng hạn như cái clip đó đi ha, share ra ước gì mình cũng được như vậy hay là như thế nào đó. Nhưng mà họ không nghĩ là họ đặt họ vào cái trường hợp của cái cô gái ở trong cái clip đó, họ sẽ như thế nào. Có một cái sự lãng mạn, một cái kỷ niệm đẹp thì ai cũng mong muốn. Nhưng cái vấn đề là chúng ta phải quan tâm đến cái việc là tình cảm thực sự đến cái độ chín mùi hay chưa. Đó, thì cái điều đó nó diễn ra mới thực sự có ý nghĩa. Còn nếu không, nó có thể nó gây một cái hiệu ứng nó ngược lại, nó làm mình mất thể diện, mất mặt trước bao nhiêu người. Mình cảm thấy mình rạn nứt với cái người ấy, và mình đã làm một cái điều gì đó quá sức vội vàng, dễ dẫn đến cái việc là mình phô trương, thậm chí là mình trở thành một cái trò cười cho rất nhiều những người khác. Và đến đây thì chúng ta sẽ cùng xem một cái đoạn clip ngắn về những cái câu chuyện, những cái màn tỏ tình nơi chốn đông người nha.
bắt nguồn từ phương Tây. Vài năm gần đây, trào lưu cầu hôn nơi công cộng giữa chốn đông người trở nên phổ biến hơn ở Việt Nam. Từ người nổi tiếng cho đến những em học sinh đều tổ chức những màn cầu hôn khá rình rang và ấn tượng. Nếu như ở phương Tây, việc này diễn ra khá tự nhiên và gây hiệu ứng tốt, thì tại Việt Nam, trái lại lại gây phản ứng tiêu cực khi những màn cầu hôn được thực hiện thiếu sự tinh tế, thậm chí được thực hiện bởi những em học sinh cấp 2, cấp 3. Ý nghĩa và sự thiêng liêng mất đi khi người cầu hôn bắt chước hoặc làm quá, khiến những người xung quanh thấy nó trở nên vô duyên, lố bịch, thiếu tôn trọng những người xung quanh, lẫn người được cầu hôn. Đó là chưa kể những trường hợp người được cầu hôn không bất ngờ xúc động, cảm thấy gượng gạo và từ chối. Về phía dư luận xã hội, người ủng hộ thì ít, kẻ phản đối lại nhiều. Cầu hôn nơi công cộng, không xấu, không sai, nhưng làm sao cho ý nghĩa, không gây phản ứng tiêu cực, lại là việc không dễ bắt chước. Với một người phụ nữ đã có gia đình như Ngọc, suy nghĩ về cái việc là cầu hôn nơi chốn đông người theo em là nên hay không nên? Thì như em nói đó, nếu như mà mình quyết định mình một màn tỏ tình, một màn cầu hôn mà nơi chốn đông người như vậy á, thì mình phải xem xét rất là nhiều yếu tố. Mình phải từ từ, mình phải cẩn thận, mình phải cân đo đong đếm, chứ không phải cứ bộc phát lên muốn là làm được liền. Cái thứ nhất là tình cảm của hai người đã cái đến độ chín mùi nào, bao nhiêu phần trăm cô ấy nói đồng ý. Cái thứ hai nữa là cái sở thích của cô ấy ra sao. Đúng. Cô ấy có thích hoành tráng lệ hay là không, hay là cô ấy chỉ là một cô gái gọi là cô ấy sống nội tâm, cô ấy hướng nội. Thì Ngọc nghĩ chỉ nên có hai người thôi, bởi vì đồng ý hay không là do cô ấy quyết định mà, đúng không? Và cái thứ ba nữa là phải lựa chọn cái địa điểm, thời gian phù hợp. Đối với những cô gái mà rất là thích cái sự, có những người rất thích sự phô trương, thì mình sẽ xử khác. Những người không thích sự phô trương, thích sự ấm áp của gia đình, của bạn bè thì mình xử khác. Đó, người đàn ông ở đây đóng vai trò rất là quan trọng. Và cô chị bà anh ấy phải thật sự là rất là tinh tế nếu như mà muốn thực hiện một màn cầu hôn hay màn tỏ tình lãng mạn nào đó. Đúng như vậy. Đây Nghĩa nghĩ rằng cái việc mà cầu hôn hay là tỏ tình nơi chốn đông người á, cái điều này nó không phải là sai, nó cũng không có xấu. Dạ. Nhưng cái vấn đề quan trọng như Thanh Ngọc đã chia sẻ, cái ý muốn của một người phụ nữ là một cái điều vô cùng quan trọng, cái sở thích của chúng ta vô cùng quan trọng, cái mức độ tình cảm cũng cực kỳ quan trọng. Hãy làm sao để biến một cái màn tỏ tình hoặc là một cái màn cầu hôn trở thành một cái kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời của chúng ta. Chứ đừng để nó trở thành một cái vết gì đó hằn trong tâm trí, để rồi sau này chúng ta ngồi lại khi nhắc về điều đó lại cảm thấy rằng hối tiếc, bởi vì lúc đó mình đã quá vội vàng, lúc quá đó mình quá nông nổi, quá bồng bột hay quá trẻ con, thì đó là một cái điều không hay. Và miễn sao chúng ta xuất phát từ trái tim của mình. Cảm ơn Thanh Ngọc đã đến đây và chia sẻ với mọi người một cái câu chuyện rất là dễ thương. Và chúc mọi người sẽ lúc nào cũng có một tình yêu thật là ấm áp, hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.